Xe đầu kéo lấn làn khiến tài xế và người đi đường một phen khiếp sợ. Một pha lao đi không khác gì ngựa mất cương của tài xế xe đầu kéo và người đi bộ qua đường suýt gặp họa. Vụ việc từ camera hành trình ghi lại vào ngày 5 tháng 1 vừa qua. Theo đó, bất chấp đường đông phương tiện lưu thông, từ sau một xe đầu kéo lao lên với tốc độ cao, đối đầu với tất cả các phương tiện đang di chuyển ở làn đối diện. Nhưng không hiểu vì sao và ở đâu, tài xế lại có cho mình được một sự tự tin cao độ như vậy, bất chấp nguy hiểm, bất chấp cả tính mạng của mình và người khác. Dù với bất cứ lý do nào thì hành vi này là không thể chấp nhận được và cần bị xử lý nghiêm khắc nếu thông tin đầy đủ được gửi đến cơ quan chức năng. Với những lái xe như thế này thì phần nào mọi người cũng hiểu được vì sao hàng ngày vẫn có nhiều người tử vong vì tai nạn giao thông. Khi ngay đến bản thân người cầm lái còn không có ý thức bảo vệ mạng sống của mình thì việc đòi hỏi họ tôn trọng an toàn cho người khác thì đó là sự xa xỉ. Còn bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ở bên dưới video và nhấn nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.